Cày quá anh em ạ. Bản thân mình là người làm đồ chơi ô tô và mình có cái phần mềm là phần mềm Vietmap Lite có này, Vietmap S2 có này, S1 có này. Đấy mà thế hôm vừa rồi vẫn bị mất tiền phạt, vẫn mất tiền ngu anh em ạ, bởi vì là cái tội chủ quan. Hôm vừa rồi em đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng ấy, gần đến trạm thu phí ấy, mình cũng chủ quan một chút thôi và không cài cái bản đồ. Thế là loanh quanh mất vài củ. Vội tội quá tốc độ. Anh em nào mà đi Hà Nội Hải Phòng anh em bị rồi anh em sẽ biết đấy, chứ không phải là em nói điêu đâu nhá. Đấy thì cái bài học rút ra là nếu mà anh em đi tỉnh xa bây giờ chẳng hạn, thì em cứ nên chơi cái bản đồ cảnh báo giao thông ấy, thì nó có hay một cái đó là khi mà anh em đi đến cái đi quá tốc độ ở trên cái cung đường đấy thì nó sẽ báo cho anh em là giảm tốc độ. Ví dụ như là 50 mà anh em đi 70 nó sẽ là bạn đã đi quá tốc độ và vui lòng giảm tốc độ. Đấy, như thế là hỗ trợ cho anh em lái xe rất là an toàn và không lo bị phạt nhá. Cái bài học là do em chủ quan đến hôm vừa rồi, em vừa bị cách đây mấy hôm xong. Đấy, rất là cái cú, nhưng mà thực ra đấy là một cái bài học thôi. Đó là anh em đi cần chú ý, và nếu mà có thêm cái bản đồ này nữa thì là anh em yên tâm không bao giờ lo bị phạt và bị quá tốc độ. Đó, anh em nên tham khảo lắp đặt những cái bộ cái bản đồ như này anh em nhé.